mình phải về vì trời sắp mưa rồi. Được rồi, không sao đâu mà. Bạn vốn rất thích mùi nước cống nên có thể ngửi nó trước khi trời đổ mưa. Vì vậy bạn cứ đi về trước đi. Ngày mai gặp lại ha. Cảm ơn bạn Cha Đư. Ngày mai mình sẽ gặp lại nhau ha. Thôi Cha Đư, việc dọn nhà vệ sinh rất hợp với bạn. Mình nói thiệt mà, hợp số 1 với bạn luôn đó. Sao tự nhiên mình lại muốn đi vệ sinh quá đi à? Giờ đi được không? Được không? Mình đau bụng quá rồi, mình không nhịn được nữa. Em chào thầy hiệu trưởng. Thiệt tình là em không cố ý. Em xin lỗi thầy hiệu trưởng. Em chỉ định hất vô bạn Đôn Đôn thôi. Tên Đôn Đôn này thiệt là... Không sao, không sao mà. Nhìn nó có vẻ nước dơ. Chắc chắn là em đã lau dọn rất kỹ. Dạ. Bây giờ thầy sẽ đi tắm rồi thay quần áo mới nên sẽ không sao đâu. Em cầm lấy nè. Thầy hiệu trưởng ơi. Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy. Bây giờ em sẽ cố gắng lau dọn thật kỹ càng để cho nước dơ hơn nữa ạ. Đúng là không phải ai cũng có thể làm hiệu trưởng được. Thầy hiệu trưởng tốt hơn hẳn cô giáo. Cứ bắt học trò nhỏ xíu của mình đi lau dọn nhà vệ sinh. Nếu không bắt làm bài tập nữa thì thầy hiệu trưởng đúng là thiên thần. Cô giáo ơi, hãy quay lại với chúng em. Đúng là bạn xấu mà. Hiện giờ nắng muốn chết, chắc chắn sẽ không mưa đâu. Giái trời, bạn ấy bị rớt xuống cống luôn đi. Được rồi Minji à, chúc bạn mau khỏe lại. Mai gặp nha, tạm biệt. Đúng là đáng đời lắm. Minji, bạn của con đang bị bệnh. Nhưng tại sao con lại có thể cười được như vậy chứ? À, mẹ mới nghe. Ngày hôm qua con không làm bài tập có phải vậy không? Vậy thì mau vào trong làm bài tập đi. Lúc nào con đang vui là mẹ bắt con đi làm bài tập không à? Một chút nữa con sẽ làm. Mẹ nói là làm ngay bây giờ. Mẹ à, con là Choi Cha Đu đó. Con đi làm liền đây. Mẹ đã biết rõ tính cách của mình rồi kia mà. Hả? Đây có phải là dấu hiệu ông trời muốn mình không làm bài tập hay không? Vậy là ngày mai chị sẽ lau dọn nhà vệ sinh nữa cho con. Em nói cái gì? Chị lúc nào mà chẳng bị như vậy chứ. Mimi à, bị cáo Cha Đu nghe đây. Bị cáo Cha Đu lại tiếp tục không làm bài tập. Dạ không có thưa cô. Cả hôm qua lẫn hôm nay em đều không chịu làm bài tập. Em còn muốn chối cãi nữa sao? Hình phạt một tuần dọn dẹp nhà vệ sinh. Không được rồi. Nếu như không chịu làm bài tập thì mình sẽ phải lau dọn nhà vệ sinh trong vòng một tuần. Thần mặt trăng à, con cầu xin người hãy làm cho cô giáo Ly ngày mai không thể tới trường. À không, con cầu xin thần hãy cho con được đổi giáo viên khác. Xin đổi một cô giáo viên khác thật là hiền lành và tốt bụng hơn nữa. Cầu xin thần. Ôi trời, xin ơi cầu xin chị Cha Đu không làm bài tập gì hết vậy. Mấy đứa đừng có ở đó mà nhiều chuyện nữa. Mau đi ngủ đi, mai còn đi học nữa đó, nghe chưa? Xin giúp con, xin giúp con. Cầu xin người. Hay à, mình thức đêm để cầu nguyện nên đến trễ. Em đã tới trễ, mau vào chỗ ngồi của mình đi. Ơ, là thầy hiệu trưởng hả? Cô giáo Lee Min Cha không thể tới lớp để dạy các em hôm nay bởi vì cô ấy có việc bận gia đình. Thầy sẽ dạy thay trong thời gian cô giáo Ly vắng mặt. Cô giáo không tới trường thì sao? Không lẽ là... không lẽ thật sự là cầu nguyện của mình đã linh nghiệm rồi sao?
chuyện gì vậy? Có thể không? Nếu như các bạn ngoan ngoãn, chắc chắn lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận thôi. Thiệt là dớ dẫn, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Đôn đôn à, bạn ăn nói cho cẩn thận đó. Nếu vậy không lẽ chuyện Minchi bị té xuống cống cũng là chuyện ngẫu nhiên thôi hay sao? Thì ra là bạn đã... Mình xin lỗi nha, lúc đó mình cũng không cố ý đâu. Dù sao đi nữa, các bạn có cảm thấy vui mừng khi thầy hiệu trưởng hiền lành và tốt bụng vậy thay cô giáo Ly khó tính hay không hả? Có lẽ hơi mừng một chút. Cái gì? Có lẽ hơi mừng nữa chứ. Vậy bây giờ các bạn có muốn mình cầu nguyện cho các bạn hay không hả? Nói mau. Mình muốn nhờ bạn đó cha đô à. Bây giờ ở trường chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Được rồi, các em hãy cho biết thầy vừa viết chữ gì. Tụi em chưa học chữ Hán nên không biết thưa thầy. Chưa học thiệt sao? Có em nào có thể viết được tên ba mẹ của mình bằng chữ Hán hay không hả? Thôi được rồi. Thấy chưa, thầy hiệu trưởng chỉ cười và tiếp tục dạy cho dù chúng ta không biết gì hết. Vui quá đi. Nào, các em hãy ngồi yên tại chỗ. Nếu các em viết tên ba mẹ của mỗi người 100 lần bằng chữ Hán thì chắc chắn sẽ nhớ rất lâu, có đúng không? Sao tên ba mình viết bằng chữ Hán khó quá vậy? Dạ thưa thầy, em viết xong rồi. Dạ đây, em về nhà được chưa thầy? Chờ một chút. Em chỉ mới viết tên ba của em 88 lần, còn tên mẹ thì chỉ mới 93 lần. Vì vậy em hãy chép lại từ đầu cho thầy. Dạ đây nè thầy. Lần này có vẻ đủ rồi đó. Bây giờ các em có thể về nhà được rồi. Xin chào thầy hiệu trưởng. À thầy quên nói, em Chadu, em Don Don, em Minchi và em Yun Suk, các em ở lại một chút. Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Dạ. Ngày hôm nay bạn Chen Su đã tới nhà Dương Hươi để chơi với bạn ấy. Các em nhìn có vẻ rất buồn ngủ. Hay là bây giờ chúng ta ra ngoài trời học cho đỡ buồn ngủ. Nào tất cả các em, chúng ta bắt đầu bài học về thiên nhiên bằng cách leo bậc thang. Chà đu à. Các em biết đây là cây gì không? À dạ, là cây hoa đỗ quyên. Hoàn toàn không chính xác. Bây giờ các em hãy cùng nhau nhắc lại 1000 chữ Hán cho thầy. Bầu trời là tròn, trái đất là chi, màu đen là hy ơn. Vậy là chúng ta đã nhắc đủ 1000 chữ Hán. Và trước khi ra về, thầy muốn cùng với các em sẽ đi trồng cây ở trong vườn có được không? Hãy biến trường của chúng ta trở thành một khu vườn xanh tươi và xinh đẹp nào. Cô giáo Ly ơi. Chà đu, vậy mà bạn nói thầy ấy tốt bụng, bây giờ bạn tính sao đây? Bạn đã cầu nguyện thần mặt trăng để cho cô giáo Ly rời khỏi lớp mình rồi. Giờ hãy làm cho cô giáo quay về đi. Hãy làm đi. Thầy hiệu trưởng đang ở đâu hả? Thầy vừa mới đi hướng này nè. Các bạn à, hãy đi về nhà trước đi. Quang hô Chandu, bạn thật là tuyệt vời.
Thầy hiệu trưởng ơi, em xin thầy đó, em hứa với thầy là sẽ trồng hết số cây này. Thầy hãy cho các bạn khác về nhà đi nha thầy. Thưa thần mặt trăng, con cầu xin người hãy đưa cô giáo Ly quay trở lại lớp của tụi con. Nhưng chị Cha Đu thật đáng thương, có đúng vậy không? Cha Đu à, bạn có nhớ cô giáo Ly không? Mình thấy cô giáo Ly là giáo viên tuyệt vời nhất trên đời này. Mình cũng vậy. Mình không muốn tới trường đâu. Bạn làm tụi mình trễ học rồi. Mình không muốn vào lớp chút nào. Cô nghe nói các em đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi tranh phong cảnh và cuộc thi tiếng Trung trong lúc cô không có ở đây, có đúng không? Cái giọng nói này. Cô thật sự rất tự hào về các em. Các em giỏi lắm. Mà Cha Cha Đu, em lại đi trễ nữa rồi. Bộ em không thay đổi một chút nào sao? Cô giáo Ly ơi. Ôi trời ơi. Cô giáo ơi, em nhớ cô nhiều lắm. Được rồi Cha Đu à, cô biết đâu. Rồi em buông cô ra chút đi. Ê trời ơi, em muốn đưa cô vô bệnh viện trở lại có đúng hay không? Buông ra. Nè, mau tránh xa. Bạn đang làm cô giáo đau đó. Thầy Chu Dung Pha chủ nhiệm các em sẽ nghỉ dạy một thời gian vì thầy ấy bận một số việc gia đình. Vì vậy thầy sẽ dạy lớp chúng ta trong thời gian thầy Dung Pha vắng mặt. Dạ. Phát bóng đi. Kế hoạch của Cha Đu. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Mẹ đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của Cha Đu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi. Anh cho tôi xin lỗi. Mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha, hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó nghe chưa. Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Đã câu được một con cá lớn. Cho chùa nè, dám quậy hả? Con gái con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm. Cha Đu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ?
cha đâu lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Cha Đu à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Cha Đu không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do cha Đu cố ý đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. À, bữa trưa của mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à. Mình sẽ cho bạn thấy đứa trẻ không ngoan là như thế nào. Cha Đu à, vui lên đi, nhìn mặt sợ quá à. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Ở tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ. Mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Bất cứ thứ gì ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. À, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha. Tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? À, mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Mình không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đòn mình đó. Như bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ ba bị đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, alo tôi nghe. Đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dangri đó, trông cậy hết vào bạn. Hey, thấy sao, cũng không tệ đúng không? Cô đã bắt cóc Choi Cha Đu. Nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp mặt. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minh Chi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy á. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bác ấy sẽ nhận ra Cha Đu quý giá như thế nào. Có thật là Cha Đu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho Cha Đu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha, tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là Cha Đu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó. Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi đúng không? Ừ, các bạn về đi. Cha Đu à, mình mong là bạn sẽ thành công, cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Chưa Dân à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mơ
mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Cha Đu ơi! Cha Đu ơi! Con đang ở đâu? Tôi tìm được đứa con gái bé mộng nha. Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ con em rồi mà. Bà ơi, anh về rồi, cha Đu ơi, ba về rồi nè. Hôn anh một cái đi bé yêu à. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà. Tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống tới say bí tỉ nữa chứ. Hên hên quá đi. Mau rửa mặt đi rồi vô ăn cơm. Mẹ ơi, cho con đi chơi chút nha. Hả? Wow, con nghĩ chị ấy có thể tham dự Thế vận hội Olympic đó mẹ. Tốc độ phóng ra khỏi nhà còn nhanh hơn hôm qua 2 giây luôn. Con với cái, mình đã nói với nó biết bao nhiêu lần là phải làm bài tập về nhà xong rồi mới được đi chơi, vậy mà không lần nào nó nghe lời mình hết. Bài kiểm tra hả? Sao điểm thấp quá trời vậy? Những bài học lớn. Sao mà kỳ quá vậy ta? Hôm nay mấy bạn đi đâu hết trơn rồi không biết nữa. Mình vừa phải trốn rồi còn phải đi tìm một mình, thiệt là mất thời gian quá đi. Da đói bụng quá. Mẹ ơi, mẹ con có thể ăn cơm chưa? Ủa, hai đứa ngồi đó làm gì vậy? Dạ Đu, con chơi như vậy đã đủ chưa? Mẹ ơi, làm sao mà đủ được? Đi chơi không bao giờ đủ. Con gái của mẹ có thể đi chơi mỗi ngày luôn cũng được. Ủa nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi cái này? À, chị biết rồi nha. Là hai đứa có đúng không? Tại sao hai đứa cứ luôn làm cho mẹ buồn vậy chứ? Không phải con bạn đâu. Đây là bài kiểm tra hôm nay của con mà. Thì ra mẹ bật gì chuyện này hả? Không sao đâu mẹ ơi, chuyện nhỏ thôi mà. Do con không thuộc bài cửu chương 6 nên mới như vậy thôi. Lần này con sẽ cố hơn. Con còn dám nói đây là chuyện nhỏ nữa hả? Bài cửu chương 6 thật sự rất khó mà. Nếu con làm được điểm cao thì mẹ có thể cho con... Đã lên tới lớp 3 mà phép nhân còn không thuộc thì còn làm được trò trống gì nữa hả? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mẹ cha Đu à, chị đừng lo lắng quá mà. Suốt thời gian qua tôi đã quá bận rộn, không thể quan tâm nhiều đến chuyện học hành của mấy đứa. Chị có thể bắt đầu quan tâm từ bây giờ mà. Con bé chỉ mới học lớp 3 thôi. Dạ con chào bác. Mẹ ơi, con đi học thêm nha mẹ. Đi đi, học chăm chỉ nha con. Dạ. Minh Chi còn đi học thêm nữa hả? Tất nhiên rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ đều như vậy hết mà chị. Anh không đồng ý.
Được rồi, được rồi, được rồi. Cha Đu mới học tới lớp 3. Con bé đang trong tuổi ăn, tuổi chơi và cần phải có thời gian với bạn bè nữa, có đúng không? Nhưng mình làm như vậy thì con bé nó lại càng lúc càng ham chơi. Biết là vậy nhưng mà mình cũng nên xem lại chuyện này. Hả? Bà xã con nè, em không có giỡn mặt với anh đâu nha. Hãy nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm kìa, có đứa nào mà không đi học phụ đạo chứ. Không học thêm cũng được, nhưng nếu cha Đu bị tụt lại thì sao? Rồi tương lai sau này của con nó, nó vẫn tiếp tục tụt lại phía sau người ta thì sao? Ê, thiệt là em bỏ suy nghĩ đó đi mà. Con bé sẽ không bao giờ bị tụt lại đâu. Anh có cho nó đi học hay không thì nói. Được rồi, học thì học. Minchi à, con coi chừng cha Đu giùm bác nha. Mẹ làm quá không? Con có phải là con nít đâu. Dạ, con sẽ canh chừng cha Đu. Thưa bác, tụi con đi học. Trời, cha Đu, con phải học hành cho đàng hoàng đó. Mình cứ tưởng bạn gái học thêm lắm chứ, cha Đu à. Nhưng nhìn bạn phấn khích như vậy mình thấy yên tâm. Tại sao mình phải ghét học thêm chứ? Mình đang rất mong chờ đây. Tới lớp mình có thể quen được nhiều bạn mới, vui biết bao. Thật không? Nghe bạn nói vậy mình vui lắm. Nhưng mà ở đó có bao nhiêu người bạn vậy? Tính cả bạn nữa thì có tất cả 5 người. 5 hả? Sao số lẻ vậy? Nếu muốn chia nhóm thì làm sao mà chia đây? À đúng rồi ha, vẫn còn thầy giáo mà. Thật là tuyệt vời. Chắc chắn là các buổi học sắp tới sẽ rất là vui đây. Minchi ơi, gặp bạn ở lớp học thêm nha. Em là cha Đu phải không? Hãy cùng các bạn học hành thật chăm chỉ được chứ? Dạ được. Nhưng mà thầy ơi, sao em nhìn thấy thầy quen quen? Ở cái gì? Em nói thật chứ. Thầy có khuôn mặt quen như vậy hay sao? Em thấy rồi. Ồ. Là ở đây nè thầy. Khuôn mặt của thầy nhìn giống y chang con mực biển ở trong sách sinh học luôn. Cha Đu à. Các bạn ơi, kể từ bây giờ chúng ta gọi thầy là thầy mực biển đi, đồng ý không? Ừ, ba, công nhận bạn ấy gan thiệt chứ, đúng không? Bạn ấy luôn là vậy á thầy. Được rồi, cha Đu, em hãy ngồi kế bên Minchi đi. Thầy, trước khi bắt đầu buổi học phụ đạo, chúng ta có thể duỗi người nhẹ nhẹ để có thể tập trung học tốt có được không thầy? Sao lại không được chứ? Các em hãy duỗi người nhẹ nhẹ để lát nữa tập trung hơn nha. Ôi, thầy thấy cái này không có nhẹ tí nào hết cha Đu ơi. Thầy ơi, em tới đây. Trời ơi, cái lưng của tôi. Cái lưng của tôi. Chúng ta đã duỗi người xong rồi, bây giờ hãy bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi. Dạ, thưa thầy mực biển. Rồi, các em hãy mở trang 52 của sách bài tập đi. Ủa, nhưng mà thầy ơi, ở trường tụi em vẫn chưa học tới bài đó đâu. Trong các tiết học phụ đạo, chúng ta sẽ học những thứ chưa được học ở trường. Đây là trang bị kiến thức. Nhưng mà nếu như bây giờ em học trước kiến thức như vậy thì khi lên trường sẽ không có gì vui nữa. Cha Đu nói đúng đó thầy. Thiệt tình là em cũng nghĩ vậy á. Đó là lý do tại sao khi lên lớp mình không thể tập trung nữa. Trước khi học thêm thì bạn cũng có tập trung được đâu. Không phải như vậy. Nếu các em học trước thì khi lên lớp các em sẽ hiểu bài nhanh hơn, từ đó nắm vững kiến thức hơn. Mình nghĩ thầy nói đúng. Có thể không? Bây giờ thầy và các em cùng giải đề nha. Thầy ơi thầy, cho em hỏi. Ê, lại chuyện gì nữa? Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Về rồi hả? Lớp học thêm của con thế nào rồi? Mẹ ơi, học thêm vui lắm luôn đó mẹ. Thầy giáo là một người thật sự rất tuyệt vời. Con mong mau tới buổi học ngày mai quá. Hơi thiệt là, nếu biết con bé vui tới như vậy thì mình đã cho con bé đi học sớm rồi. Trong trường hợp này chúng ta phải tính phép tính trong ngoặc trước, sau đó tính phép chia, và khi chia ra đáp án sẽ là... Là 3. Rất chính xác, đáp án là 3. Thấy chưa, mình đã làm đúng rồi nè. Cái gì? Thật chứ, sao nhanh quá vậy? Cha Đu à. Thầy ơi, em đói quá. Hãy làm cho em một tô mì được không?
Em mà khoan đã, em có thể tự nấu mì được mà. Có ai muốn ăn nữa không? Có, có ăn nữa. Nè, 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 mấy đứa ơi. Nè, trước tiên chúng ta phải nấu nước dùng trước. Không phải đâu, mình nhớ là nước dùng phải nấu cuối cùng. Phải nấu không nước phải đấy. Nước ở nhà mình nấu nấu như vậy đó. Đâu mẹ mình cũng nấu giống y như mình luôn, nên chắc chắn không sai được đâu. Mẹ nấu sai rồi, để mình dậy cắt cho. Mày vô ra đi. Mày đi, nhà bếp cháy rồi, phải làm sao đây? Có chuyện gì mà các em ồn ào quá vậy? Trời ơi, bếp của tôi. Thầy không sao chứ? Thật sự tôi nghĩ là lớp học của tôi không thích hợp với em Trà Đu. Dạ? Không lẽ lúc ở trên lớp con bé thật sự chỉ lo đùa giỡn mà không tập trung học thật hả thầy? Tôi thấy con bé rất hào hứng khi đi học nên tôi không nghĩ là nó lại làm như vậy. Tôi xin lỗi thầy nhiều nha. Không, không phải đâu chị. Đó không phải là ý của tôi muốn nói. Cái gì? Vậy ý thầy? Cha Đu nói nếu là em ấy học trước các bài học thì giờ lên lớp sẽ rất nhàm chán. Em ấy nói rất đúng. Hôm đó khi nói ra vấn đề này tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được. Đó là điều tất yếu khi học thêm. Vì biết trước nên lên lớp các em sẽ rất lo ra. Cho nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Trà Đù học mọi thứ ở trên lớp. Em ấy sẽ thấy thú vị và vui vẻ khi tìm hiểu cái mới. Nghe thầy nói vậy tôi thật sự biết ơn thầy nhiều lắm. Trà Đù đã nói với tôi là nó rất thích các tiết học của thầy. Giờ tôi đã hiểu lý do rồi. Trà Đù nói vậy hả? Mình có thể sống yên ổn rồi. Con có thể tiếp tục đi học thêm nữa được không? Không cần đi học thêm nữa. Từ giờ con được tự do. Nếu con có thích làm cái gì thì con cứ làm cái đó đi. Dạ con biết rồi. Vậy con ra ngoài chơi đây. Ta-da! Trời đất ơi, phép lạ gì đang xảy ra vậy nè? Đây thật sự là bài kiểm tra của con đúng không hả? Thì con đã nói rồi mà, tại con không thuộc bản cửu chương nên mới điểm thấp thôi chứ bộ. Vậy bây giờ con đã thuộc rồi có đúng không? Dạ tất nhiên. Sao lại xiên vậy? Ba nói nếu như con làm bài tốt, ba sẽ mua cho con một bộ đồng phục đá bóng của đội bóng mà con thích. Ba con đã nói như vậy sao? Ba mới nói xong là con học bài liền luôn. Bà xã ơi, bài kiểm tra toán của Cha Đô đạt điểm số tối đa rồi. Anh có thể lấy lại phụ cấp phải không? Ôi trời ơi, muốn lấy gì thì lấy đi. Alo, ai vậy? Chúc mừng Giáng sinh nha. Mẹ mình nói sẽ mua cho mình bộ xe lửa để làm quà đó. Giáng sinh năm nay ba mình sẽ mua cho mình một con robot. Thật ra thì mình cũng không quan tâm chuyện quà Giáng sinh cho lắm. Nhưng nếu họ tặng quà cho mình thì mình vẫn sẽ nhận. Còn bạn thì sao? Mình hả? Chắc là ba mẹ sẽ tặng gì đó cho mình thôi mà. Sao năm nào cũng có vụ này hết vậy? Ba mẹ ơi, con nghĩ là con cần một chiếc xe đạp để đi đó ba mẹ. Ba mẹ có nghĩ giống như con không? Con cần để làm gì? Thì con mới nói là để đi mà. Tháng này nhà của chúng ta không có dư nên không có được đâu. Với lại con đang phát triển thì đi xe đạp làm gì? Đi bộ đi cho mau cao lớn. Anh thấy Cha Đu đã nhắc về cái vụ xe đạp này từ lâu lắm rồi á. Sao chúng ta không mua cho con bé một chiếc đi em? Vậy anh định sẽ mua cho nó có đúng không? Ôi trời ơi, tiền lương anh đưa hết cho em rồi còn gì. Tiền ra ngoài uống rượu anh còn không có nữa mà. Nếu bây giờ mình muốn mua cái gì cho Cha Đu thì phải mua thêm 2 phần nữa đó.
Xe đạp có thể xài chung được mà, mình chỉ cần mua một chiếc cho con bé. Hay vậy cho nên em cứ suy nghĩ. Thôi được rồi. Ác mộng Giáng sinh. Bực mình quá à. Tới bao giờ ba mẹ mới không nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa đây? Cô gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Đây là bác quản gia nhà Sơn Hôn mà. Trời đã sáng lắm rồi, đã đến giờ phải dậy. Bác quản gia đang làm gì ở nhà con vậy? Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây thưa cô chủ. Cô cần phải thức dậy ngay lập tức, bởi vì ông chủ và bà chủ đang đợi cô ở bên ngoài. Ông chủ và bà chủ. Xin chào con gái nhỏ của ta, chúc mừng Giáng sinh. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ba chờ con gái để chào buổi sáng, bởi vì bà sắp phải đi rồi. Lát nữa bà phải đáp một chuyến bay để đi công tác. Cha Đu à, Giáng sinh này ba có một món quà lớn cho con, chắc chắn con sẽ không thất vọng đâu. Món quà lớn sao? Nó là gì vậy ba? Thôi chết, sao chưa gì mà đã đến giờ rồi. Xin lỗi cha Đu, nhưng chuyện món quà con cứ hỏi bác quản gia nha. Giờ ba phải đi liền đi. Ủa? Nhìn ba con có vẻ vui quá ha. Mẹ ơi, ba đi công tác chừng nào mới về hả mẹ? Hình như hồi nãy ba con nói là đi một tháng thì phải. Đi một tháng lận sao? Vì ba của con phải kiếm tiền cho nên rất là bận rộn. Vậy sao? Mimi và ba Bi có nhà không hả mẹ? Con còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? Mimi và ba Bi đang đi du học ở Mỹ mà. Du học hả? Ông quản gia, ông mau đưa cha Đu đi học giùm tôi đi. Dạ bà chủ, cô chủ xin mời bên này. Nghĩa là mình chỉ có một mình thôi sao? Trời ơi, nó đẹp quá đây. Xin lỗi thưa tiểu thư. Ủa? Xin hỏi có thể cho tôi chút đồ ăn không? Sơn Hôn hả? Bạn đang làm gì ở đó vậy? Mau tránh ra, thằng bé ăn mày kia. Tôi đã nói với cậu rồi, không được bén mảng tới đây nữa mà. Còn mau đi đi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Đó là Sơn Hôn mà, bác không biết bạn ấy hả? Tiểu thư à, cậu ta chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn mà thôi. Bác quản gia ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi đến buổi tiệc Giáng sinh mà ông chủ đã đặc biệt chuẩn bị dành cho tiểu thư. Là một buổi tiệc Giáng sinh sao? Mọi người đã đến từ sớm và đang đợi tiểu thư ở bên trong. Đợi con hả bác? Các bạn đã tới tham dự buổi tiệc Giáng sinh đặc biệt của cha Đu. Mọi người hãy chơi cho thật vui vẻ nha. Tiểu thư cha Đu, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một số món quà và để ở bên này. Cô hãy mau xem đi. Tất cả quà này đều là của em thiệt sao? Đúng vậy. Nếu như mọi người đã có lòng như vậy thì em xin cảm ơn. Dạ thưa tiểu thư, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Đi đâu mới được chứ, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà bác. Tiểu thư không thể chơi với những thường dân được. Hơn nữa lịch trình của ngày hôm nay đã kín hết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến mũi hẹn tiếp theo. Chiều nay từ 2 giờ đến 3 giờ tiểu thư sẽ có tiết học violon. Sau đó từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ cô sẽ có tiết học nghi thức ăn tối. Và vì đang phải giảm cân nên không được ăn quá nhiều. Lúc 7 giờ thì có sự kiện quyên góp cho một tổ chức từ thiện, nhớ phải cười thật tươi đó. Đến 8 giờ thì có tiết học ngoại ngữ, các giáo viên đều được mời đến dạy tại nhà. Buenos días. Guten Morgen. Thưa tiểu thư, một cô gái gia giáo không được phép nằm như vậy.
ông chủ và bà chủ cũng đã từng nói qua, ân sủng sẽ đến từ tư thế của một con người, và tư thế tốt nhất sẽ được lễ giáng sinh thật là nhàm chán quá. Trong những ngày tới, tiểu thư phải nói được 5 ngôn ngữ để tiến hành sàng lọc. Sau đó bác đừng nói nữa. Bác ơi, bây giờ con chỉ muốn được nhận quà giáng sinh thôi, không cần những thứ khác đâu. Con cũng không cần là tiểu thư, con của ông chủ hay bà chủ gì hết, lại càng không muốn kiểm soát cân nặng. Bác hãy để cho con một mình có được không? Bây giờ tôi sẽ đưa cho tiểu thư lịch trình của ngày mai. Dừng lại đi, sáng, dừng lại đi. Con không muốn nghe, con không muốn. Hả? Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thật là nhẹ nhõm, làm người già cũng không dễ một chút nào. Ba ơi ba, mẹ ơi mẹ. Hả? Ba ơi. Có gì ăn không? Tôi đói quá. Trời ơi. Nha, ba ơi, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh mà ba. Giáng sinh hả? Nó có phải đồ ăn không? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không làm bữa sáng? Con thấy ba đang gặm báo cho đỡ đói kia kìa. Bữa sáng hả? Mẹ đã làm rồi mà con. Ở đâu? Sao con không thấy? Hả? Trời ơi, sao mà nó hôi quá vậy? Cái này thì làm sao có thể ăn được hả mẹ? Đây là tất cả thức ăn mà nhà chúng ta có. Không ai ăn nổi cái đó đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không có đồ ăn vậy? Ít nhất thì ở trong tủ lạnh cũng phải có cái gì đó chứ. Cái tủ lạnh nhà mình bị làm sao vậy? Nó bị ngắt điện từ lâu lắm rồi. Cái gì chứ? Mẹ ơi, tụi con đói quá. Cho tụi con một chút hôi túi đi mẹ. Cha Đu à, nếu như con đang rảnh thì hãy mau ra ngoài tìm thức ăn đi. Trong thùng rác của những nhà giàu quanh đây chắc chắn có đồ để ăn. Mình chỉ nằm mơ thôi à. Bác quản gia ơi. Ừ. Con là ai vậy? Là con nè, Cha Đu nè bác. Bác không nhớ con hả bác? Đó là Sơn Hôn mà. Bạn ấy là ai vậy? Chỉ là một kẻ ăn xin thôi thưa cậu chủ. Sơn Hôn à? Trời ơi. Có thể cho chúng tôi tiền lẻ được không? Có thể cho chúng tôi. Mọi người dừng lại đi. Con nói là dừng lại đi. Cũng chỉ là giấc mơ thôi. Con đang làm cái gì vậy? Mẹ ơi, nhà mình có đồ ăn không? Tất nhiên rồi, con muốn ăn sáng hả? Cái này cũng có. Thiệt là hú hồn mà. Sao mình có thể mơ kinh khủng như vậy được chứ? Cha Đu à, hôm nay có chuyện gì vậy con? Dạ không có chuyện gì đâu ba. Tại con thấy ba làm việc cực quá thôi. Nhà mình không có quá nghèo, cũng không quá giàu, như vậy là được rồi. Vậy nên ba đừng có làm thêm nhiều việc nữa nha, được không ba? Ba biết rồi, ba biết rồi. Mẹ ơi, đã có đồ ăn sáng chưa mẹ? Mẹ còn đang phân vân không biết nấu cái gì ăn đây nè. Mẹ nấu cái gì cũng được hết, miễn không phải là thức ăn ôi thiêu thì vô tư. Thức ăn ôi thiêu thì làm sao mà ăn được? Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả? Con có bị ấm đầu hay không mà nói vậy? Anh nghĩ là Cha Đu đã đoán ra được gì đó rồi em mà. Vậy cũng tốt, chúng ta không cần phải giấu nó nữa. Ba ơi, con thích nhà của mình luôn giống như bây giờ vậy nè. Cha Đu ơi, ra coi có cái gì nè. Wow. Ta-da, đây chính là món quà Giáng sinh mà con muốn nè. Cái này thật sự là của con hả ba? Tất nhiên rồi, cái đó là của con đó. Ba ơi, mẹ ơi, con yêu hai người quá đây. Anh coi con bé vui chưa kìa. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà con từng được nhận luôn đó. Cha Đu à, chúc con Giáng sinh vui vẻ nha. Mẹ ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con. Nó tuyệt vời tới nỗi con còn không dám tin đây là sự thật luôn đó mẹ. Mẹ ơi, con không phải là đang nằm mơ có đúng không?
cái gì? Con đang nằm mơ đó con. Hả? Hả? Xe đạp của mình. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với mình chứ? Để chờ xem, nhất định mình sẽ bắt được ai làm việc này cho coi. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Trời đất ơi, con làm mẹ sợ hết hồn. Không được bỏ rác ở đây sao? Ôi trời, đã có ai đó bỏ rác đầy trước cửa nhà mình, và họ đã bỏ rác ở đây suốt mấy ngày nay rồi đó con à. Thật như vậy hả mẹ? Không thể nào tin được. Nếu có ai đó bỏ thứ gì thì con nghĩ hãy nên là thức ăn đi. Dù sao thì mẹ có nghĩ là chúng ta nên dán bảng cảnh cáo sẽ hiệu quả hơn hay không? Sẽ hiệu quả hơn sao? Mẹ thấy sao hả mẹ? Tốt. Bắt kẻ xả rác. Cái gì hả? Người nào lại có thể làm ba cái chuyện bất vệ sinh như vậy chứ? Nhưng sự thật là như vậy đó anh. Tại sao người đó lại dám quăng rác trước nhà người khác như vậy? Đó chính là rác của người đó chứ không phải rác của ai khác. Em nhất định không được để cho những người đó gây mất vệ sinh như vậy. Xin ba hãy bớt giận đi. Con biết rằng hiện giờ ba đang rất nóng, nhưng mà ba cũng hãy bình tĩnh lại đi mà. Thưa ba mẹ con đi học. Mẹ ơi mẹ. Chúng ta đã dán cảnh báo rồi mà. Nhưng nó lại xảy ra nữa. Được rồi, để xem mấy người làm như vậy được bao lâu, rồi các người sẽ biết tay của tôi. Nhưng mà mẹ ơi, ý của mẹ nói cái đó gọi là CCTV. Đúng rồi đó, nhưng lắp CCTV tốn nhiều tiền lắm. Nhưng mà mẹ sẽ dùng cách mà không cần phải tốn tiền. Vậy có nghĩa là... Con biết cách của mẹ rồi, nhưng chúng ta thật sự cần phải làm như vậy sao? Tất nhiên như vậy rồi. Chúng ta nhất định phải làm công việc này cho đến khi bắt được thủ phạm đích thực. Gì vậy? Phải canh chừng liên tục cho tới khi hắn hành động, biết chưa? Nhưng nếu lỡ con cần đi vệ sinh thì sao? Có nó nè. Không thể tin được mà. Không còn cách nào khác, cần phải nhanh chóng bắt được thủ phạm thôi. Hay lắm, chính là hắn ta rồi. Anh hãy mau đứng lại, thật là không biết xấu hổ. Tôi tới đây, mau đầu hàng. Mẹ ơi mẹ, ba ơi ba, con bắt được hắn ta rồi, mọi người mau ra đây đi. Cái gì? Đã bắt được tên thủ phạm rồi hả? Không phải tôi, không phải tôi. Tôi làm gì sai đâu, thả tôi ra. Người muốn làm hả đáng? Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải là người xả rác ở đây. Túi của tôi đây nè, hãy nhìn bên trong thử đi. Tôi sắp mở một quán cơm cuộn ở đây đó, nhưng hiện giờ tôi đang cố gắng giấu trước khi khai trương. Sao mọi người lại làm như vậy với tôi chứ? Em thật sự xin lỗi, là do bởi vì có người đã bỏ rác rất nhiều ở trước cửa nhà em mỗi ngày. Họ hay bỏ rác ở ngay đây nè. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Lại xảy ra nữa rồi sao? Màu vàng ơi đừng ăn nữa. Nè mày cũng đừng ăn nó nữa, hãy về nhà mau lên đi. Nhưng bịch rác bỏ ở bên đó, còn tôi thì đang đứng ở bên này mà. Đúng là cha đu con thiệt tình. Không phải là lỗi của con đâu,
Từ nãy giờ con canh chừng không rời mắt một giây nào luôn. Thật sao? Vậy nghĩa là ta không thể đối phó với tên bỏ rác bằng cách thông thường được. Thiệt tình à, con đã không thể nào biết được, bởi vì con không hề ngửi thấy mùi kinh dị của rác khi họ mang tới. Hãy xem nào. Trời ơi, nhưng chị đang làm gì vậy? Cái này được gọi là nghiên cứu khoa học đó em. Bà đã hiểu rồi, Chadu đang muốn tìm chứng cứ ở trong bịch rác. Đúng là thời gian chị Chadu xem TV không lãng phí chút nào. Như vậy thì sao? Liệu là sẽ tìm được gì? Và sẽ có thể bắt được tên bỏ rác sao? Dạ, và kẻ bỏ rác đó chính là một người nào đó rất thích ăn cá ngừ đấu hộp. Sao chúng ta có thể tin tưởng vào Chadu được? Trên TV đã nói rằng họ thường tìm ra chìa khóa từ những manh mối rất nhỏ. Nhìn cái hộp này, em nghĩ chúng được lấy từ siêu thị Happy. Chúng thường được dùng ở trường mẫu giáo của em. Đúng vậy, chị cũng nghĩ nó được mua ở đó. Nhưng mà Barbie à, loại cá ngừ đóng hộp này được bán ở khắp mọi nơi đó. Đừng có gọi em là Barbie nữa. Mà chị hãy xem trong túi đi, tất cả đều mua ở siêu thị Happy đó. Cái này là ở đây có đúng không chú? Và ai đã mua vậy? Chú có biết không? Cái người đã mua rất nhiều cá ngừ đóng hộp đó. Đúng vậy, đây là túi của siêu thị chúng tôi. Và tôi hiểu tình hình nhà anh. Nhưng thật là xin lỗi vì chúng tôi không thể đưa thông tin nào của khách hàng cho bất kỳ ai biết được. Thật sự như vậy sao? Thật sự là không thể được. Cậu nhất định không nói cho chúng tôi biết hả? Người đó hiện đang sống ở khu nhà số 128. Đây là địa chỉ nhà. Con tìm thấy rồi, chính là ở đây nè. Có ai ở trong nhà hay không vậy? Từ từ đã mình à. Xin hỏi là ai vậy? Con nghĩ là người bán hàng ở siêu thị đã có nhầm lẫn gì rồi. Hả? Xin lỗi cô vì tôi đã làm phiền, cho hỏi có ai sống trong căn nhà này nữa không? Dạ không có, tôi chỉ sống có một mình. Có chuyện gì xảy ra sao? À không có gì đâu, tôi nhìn thấy cô có vẻ không phải là người xấu. Có lẽ chúng tôi đã tìm sai địa chỉ rồi. Mẹ ơi, hãy nhìn đằng kia kìa. Ủa? Gì chứ, con chó đó chính là... Hả? Nè gấp đôi nè, đi đâu nữa vậy? Mau vào nhà đi. Chính là con chó đó sao? Mọi người biết con chó của tôi sao? Đúng như vậy, đó chính là lý do tại sao con chó đó bỏ rác và bỏ đi mà mình không hề nhìn thấy. Ủa, tại sao mọi người không ăn đi? Vì tôi rất thích ăn cá ngừ đóng hộp cho nên ở trong nhà tôi không có món gì ngoài nó. Dạ không sao đâu cô, gia đình của con cũng thích ăn cá ngừ đóng hộp lắm à. Có phải vậy không mẹ? Đúng như vậy. Cho tôi hỏi, chị nói nhà mình ở hơi sức đông, nếu vậy có phải là nhà số 12 hay không? Trời đất ơi, sao cô lại biết được nhà tôi hay vậy? Thì ra là vậy. Vậy tôi đã biết lý do tại sao Gáp Đôn lại tới đó rồi. Đó là thời gian cách đây khoảng chừng hơn 10 năm. Trước khi chuyển về đây ở, tôi đã từng sống ở ngôi nhà đó cùng với bà và chú chó Gáp Đôn này. Ôi trời ơi, chú chó nhỏ của bà sao lại đáng yêu vậy? Lúc đó, Gáp Đôn vẫn còn là một chú chó nhỏ xíu. Và chó con Gáp Đôn rất yêu quý bà tôi. Và bà của tôi cũng yêu thương nó như con vậy. Và cho tới một ngày, gia đình tôi phải chuyển tới sống ở một căn nhà khác. Cùng lúc, anh chị cũng chuyển tới sống ở căn nhà đó luôn. Nhưng không ngờ, vào vài năm trước đây, và rồi sau đó tôi đã đưa Gáp Đôn đi khám bác sĩ thú y. Và bác sĩ đã nói Gáp Đôn bị mất trí nhớ. Hả? Gáp Đôn bị mất trí nhớ thật sao?
là Gabdon đã vô biết bao nhiêu khi nó nghĩ rằng vẫn còn đang sống với bà của mình. Là chuyện gì vậy hả? Ai đã làm ra chuyện này? Mà mẹ ơi, nếu như người đã tiểu bậy ở đây cũng có một câu chuyện đau lòng thì chúng ta phải làm sao đây hả mẹ? Không thể có chuyện đó được. Dù có câu chuyện đau lòng tới cỡ nào mẹ cũng không bỏ qua đâu. Thôi mẹ ơi, nhìn kìa. Là mình hả? Yeah.